Hello anh em. Hôm nay anh em lại thông cái hạng cát ra cho nó. Hôm trước nó bị ướt nước mưa vào. Thì mình hong đi để cho nó khô nhá. Uốn vòm cho nó đẹp. Cát này là phải mua đấy. Chứ không phải là cát bình thường đâu nhá. Tức là cát này nó sẽ là không hút nước. Đấy. Đúng ra là phải phơi nắng nhưng mà mình hong ra này nó cũng khô mà. Trời Hà Nội giờ đang mưa lắm. Hôm nay là chung kết bóng đá mà đang mưa thì không biết là có ảnh hưởng gì đến đội tuyển bóng đá nam Việt Nam hay không. Đấy. Mình hong này để khi mình cho vào nhôm nó được đầy nhá, và khi đó là uốn nó sẽ đẹp hơn. Tại vì nếu mà cắt ướt ấy, thì mình nhồi nó không được đầy và nó không được chặt. Chính vì thế là mình phải làm cho nó khô kiệt ấy. Khô kiệt này nếu mà mình giữ ở trong trong trời thời tiết bình thường nó cũng không hút ẩm đâu. Đây chẳng qua là nó bị nước mưa để ngoài mưa, thế là mình phải phơi lại. Đấy, một cái bao cát này dùng nó cũng nhanh hết lắm nhé. Tại vì trong quá trình mình dùng là nó cũng bị hao hụt ấy. Đấy. Nó rơi vãi thì thành ra là cứ phải mua bổ sung liên tục anh em. Cát này nó cũng có rẻ đâu, tại vì là nó tuyển lựa rồi là nó rửa sạch còn hết cái chất đất gì, chỉ còn cái chất cát silic thôi, tức là nó dạng kiểu như cát sạch đấy, nó được rửa đãi đàng hoàng. Cát đẹp chưa, trắng như muối. Đấy thì một mà cái bao cát này nó nặng hơn cái bao cát bình thường nhá, tại vì nó nguyên chất cát, nó được rửa sạch các đất bẩn các thứ, nói chung là nó nặng hơn rất nhiều. Cho nên khi mình nhồi vào thanh nhôm mà nó rất là dễ. Cái đặc điểm của cái cát này nó sẽ đấy, uốn vòm này thì nó cũng rất là tốn nhiều cát nhá. Qua quá trình mình nhồi vào cái cây nhôm để mình uốn nó rơi vãi nhiều lắm. Anh em là có đơn hàng thì cứ gửi theo cái số điện thoại tôi để ở bên dưới nha, 0976866566. Đấy, Sinh Pha Đo bây giờ là cung cấp cả dịch vụ uốn vòm cho anh em luôn. Bạn nào mà thấy khó mà không làm được cửa vòm ấy thì ngoài mình uốn cho thì mình có thể mình gia công luôn cho. Đấy, về chỉ việc đi lắp cho khách thôi, hoặc là đường xa mà sợ vận chuyển nó khó thì ở đây sẽ gửi chuyển phát nhanh nha, hoặc là gửi xe lên tỉnh. Ở đây xe lên tỉnh đi cũng tiện lắm. Đấy, rồi không thì mình sẽ gửi bưu điện cho chuyển phát nhanh. Đấy, Viettel Post nó chuyển cho, nó chỉ tính cước phí như là mình gửi bưu kiện thôi. Đấy, nếu muốn gửi nhanh thì nó sẽ đắt tiền hơn, và đi chậm hơn thì nó sẽ lấy tiền ít hơn. Đấy, anh em nhìn thấy nó ướt không, nó màu đậm đậm hơn này. Đấy nhá, thì bây giờ mình cứ hong nó ra thôi. Đây, mình đang có khách chuẩn bị làm một loạt vòm nữa rồi. Chỗ này thì là vừa mới uốn được cái cửa tròn đường kính 1m51, cửa sổ hai cánh. Anh em mình chỉ cần vẽ cái bản vẽ ở nhà, một là có thể vẽ kỹ thuật nhá. Vẽ kỹ thuật xong mà mình vẽ trên AutoCAD ấy, hoặc là nhờ người nào đó họ vẽ trên AutoCAD, hoặc mình vẽ tay cũng được. Nhưng mà biểu diễn cho nó dễ hiểu thì cũng không cần phải mang dưỡng đến. Đấy. Đây nha, tôi ví dụ ở trên cát này nhá. Đây, ví dụ ở trên cát phẳng này. Đấy. Nếu mà cái vòng tròn thì không nói nhá. Nhưng mà khi nó xuất hiện một cái vòm mà mình không biết được cái R của nó như nào. Ví dụ nhá. Ví dụ như này.
Ví dụ một cái vòm tròn như này, đúng không? Thì mình biểu diễn như sau. Mình vẽ cái dây cung thẳng như này đến hai đầu, ok chưa? Đấy, đấy là một cái cung tròn. Thế và lấy cái điểm giữa của nó mình gióng thẳng xuống một đường nữa. Ví dụ như cái đường từ dây cái đường thẳng này nó sẽ là 80 phân chẳng hạn. Đấy nhá. Thế còn chiều cao của nó là 25 phân. Đấy thì mình chỉ cần biểu diễn cái cung tròn như thế này thôi là anh em gửi cho mình được rồi. Ví dụ như là đây mình viết là 800 này nhá. Thế còn ở chỗ này là 250 này. Thế là mình tính được ra, cái máy nó sẽ tự tính ra là theo cái có hai cái dữ liệu này. Đấy. Một là cái chiều dài của cái dây cung này. Đấy. Thì và cái đường cao của nó tính lên đến đỉnh là 250 thì máy nó sẽ tự tính ra một cái R này. Giả sử nhá, cái R này cong tròn đều nhá. Đấy. Thế thì các bạn gửi như thế này cũng ok, là mình có thể uốn được rồi. Đấy nhá. Thế ngoài ra những cái cửa nó như thế này chẳng hạn. Đấy. Nó nối thêm những cái đường như này thì mình cũng biểu diễn ra. Đấy. Nó đơn giản thôi nhá. Còn ví dụ có cái đường nó lại như thế này nữa này anh em này. Hôm qua mình đi đo một cái nhà nó như này. Đấy nhá. Đây là cái đường thẳng này. Đấy, xong bắt đầu ra chỗ này nó thẳng này. Bắt đầu đến chỗ này nó mới lượn này. Đấy. Bắt đầu đến chỗ này nó mới lượn và đến đây bắt đầu nó lại thẳng. Thì anh em biểu diễn là như thế nào? Thì mình cứ đo từ đây đến cái điểm bắt đầu nó cong này nhá. Ví dụ là 20 phân nhá. Thế còn đến cái điểm này bắt đầu nó lại thẳng nhá. Đấy, mình đánh dấu vào. Ok chưa? Thì mình đo các cái điểm thẳng này thì dễ rồi. Thế còn đến cái điểm cong này nhá. Điểm cong này mình đo cái từ điểm này. Đấy, đo đến cái điểm này. Đấy nhá. Thế được bao nhiêu thì mình ghi vào sổ thôi. Còn chỗ này là hạ một đường vuông góc xuống và tính cái đường cao này. Đấy, đường cao này ví dụ nó 6 phân chẳng hạn. Đây đang ví dụ đấy nhá. Thì lúc này máy nó sẽ được tính ra được cái đường cong chỗ này. Đấy. Và máy nó sẽ uốn và bắt đầu là chỗ này nó gập thẳng. Anh em hiểu ý không? Đấy, nó nhiều cái trường hợp như thế. Đấy nhá. Thì hôm qua tôi đo một cái cửa đi to lắm. Nếu mà uốn cả cây ấy thì nó cây nhôm sinh pha nhập khẩu nó là 5m8 nhá. Nhưng mà của mình không đủ cả cây. Đấy. Thì có cái bộ cửa nó như này. Nó cong tròn đều như này nhá. Đấy, nó rộng khoảng 1m8. Nó là cửa đi hai cánh nhá. Đấy, cánh nó lên như này. Đấy. Cửa đi hai cánh. Thì cách đo như sau. Thứ nhất là mình đo cái đường cao này nhá. Đường cao từ dưới lên đến đỉnh này. Hai là đo cái khung này. Đấy, đến cái mép này. Nó rộng bao nhiêu. Đấy. Sau đó là mình dê thước nhá. Đây ví dụ đây là 2m chẳng hạn nhá. Thì lên đến đây. Mình đo đến điểm này nó cũng là 2m này. Đấy, ví dụ thế. Thấy nhá. Nó là 2m. Thì mình cứ nếu mà nó là 1m9 thì là nó, nếu mà cái đường này là 1m9 thì chứng tỏ là nó đã là chỗ đấy nó đã cong rồi. Cho nên anh em phải hạ. Nếu mà mình đo từ đây đến đây mà là 1m9 nhá thì mình lại phải lùi thước xuống. Đấy. Mình lùi thước xuống đến cái điểm mà nó bằng với dưới này là 2m. Đấy, mình gióng sang. Ok chưa? Đấy thì mình sẽ được tìm được cái điểm là bắt đầu nó thoát ở đây. Ok không anh em? Nó dễ hiểu. Thì lúc này nhá, lúc này là mình sẽ có một đường vuông góc ở đây. Ok, mình đo cái đường này. Đấy nha. Một là đo trực tiếp, hai là lấy, hoặc là đo cái điểm dưới này, lấy cái độ cao trừ đi thôi. Thì khi mình được hai cái kích thước này, đây là 2m này này. Ví dụ đây nó là 900 chẳng hạn. À, đây là 1m chẳng hạn. Thì đương nhiên cái đường cong tròn này nó sẽ là đường kính sẽ là 2m. Anh em hiểu ý không? Đấy, còn khi mà cái đường tròn này ấy, nó không phải cái đường kính 2m nữa, nó có thể là đường kính cao hơn 2m cơ, thì nó không còn thế này nữa nhá, mà nó bắt đầu nó lại rộng cái độ cua này ra. Đấy, anh em xóa cái trên đi, ok chưa? Đấy thì lúc này là mình vẫn có cái đường này là 2m này, và cái đường cao này nó sẽ ngắn đi này. Đấy,
thì lúc này đường kính nó sẽ là của cái vòng tròn cung tròn này nó sẽ là hơn 2 mét, tại vì cái đường cao nó ngắn lại rồi mà, thì máy nó cũng tự tính được cái độ cong của cái này đấy, để nó uốn cho nó đẹp. Thế thì máy CNC nó là như thế, nó uốn là nó tự tính toán rồi. Thì ví dụ mà người ta chát không đều chẳng hạn thì sau này người ta sẽ phụ thêm keo hoặc là hồ vào thôi, không vấn đề gì. Nhưng mà cơ bản là máy nó đã là uốn là đẹp nhất rồi. Đấy, còn nếu mà thêm một tí keo nữa không đáng kể, hoặc là chủ nhà có thể là thêm ít hồ xi măng người ta chát lại thôi là ok nhá. Đấy. Đấy, nhiều cách đo vòng nhưng mà bây giờ nó đơn giản lắm, tại vì là mình tính theo CNC cho nên anh em cứ gửi kích thước cách đo như này. Đấy. Còn nhiều bạn cũng cẩn thận gióng từ đây chia đôi ra, gióng từ đây lên xong về cắt thành cái dưỡng xong rồi mang đi. Người ta uốn cho theo dưỡng, nhưng mà thực tế là thì mình không cần phải mức độ như thế này đâu. Làm như này là nó hơi thủ công, giống như theo kiểu như là làm thủ công thôi. Thì bây giờ mình không cần thế. Mình chỉ cần bắt đầu xuất hiện cái cung vòng này nhá. Thì mình chỉ đo cái từ điểm này đến điểm này là một. Đấy. Thứ hai nữa là đo từ điểm này lên đến đỉnh. Ok, thế là gửi là anh em sẽ uốn được. Đây là nếu mà uốn riêng cái vách không nhá, còn nếu mà cửa thì anh em phải biểu diễn thêm cái hình này vào nữa. Đấy. Ví dụ thế. Đây ví dụ cửa hai cánh, anh em vẽ như này, mở quay này. Ok chưa? Thế là gửi cho tôi thôi, là cứ ngồi nhà rung đùi là có hàng về thôi. Đấy, bây giờ nó nhàn như thế. Về các tỉnh ở phía Bắc, kể cả là miền Nam cũng được nhá, nhưng mà miền Nam nếu mà muốn nhanh thì đi theo đường hàng không thì cước phí nó cao hơn thôi. Đấy. Anh em lưu ý là như thế. Tại vì là mình chuyển theo cái dịch vụ chuyển hàng thì không có gì là khó cả. Đấy. Mình cứ đừng nghĩ là cồng kềnh đấy nó tính cao đâu. Nó có công thức tính của nó hết. Chứ nó không cồng kềnh nhưng mà nó vẫn tính cho cân hết. Anh em ạ. Ví dụ như là người ta lấy dài nhân rộng xong rồi chia cho 4.000 hay 400 gì đấy. Đại khái là nó có công thức. Mình xem cái công thức ở trên mạng rồi của bên Viettel ấy, nó công bố. Chứ nó không bao giờ lấy đắt người nọ người kia đâu. Đấy, hoặc là lấy rẻ người nọ người kia đâu. Anh em lưu ý cho là như thế. Cho nên là không có ngại cái vấn đề gì là đắt rẻ hoặc là khó vận chuyển cả nhá. Ở đây xu hướng là sẽ phục vụ anh em cái dịch vụ là tiện ích nhất và nhanh chóng nhất. Đấy, anh em chỉ cần đo cách đo như thế thôi là. Thế còn anh em theo dõi kênh thì lúc nào thấy cái khó hơn thì anh em lại tiếp tục tôi lại trao đổi với anh em. Đấy. Cái cát của mình đang hong cho nó khô kiệt thì mình khi mình đổ vào cái nhôm nó cũng rất là dễ nhá. Cảm ơn anh em đã chú ý theo dõi clip nhá. Hẹn gặp lại ở clip sau. Rất mong được anh em ủng hộ và đăng ký kênh nhé. Ngoài ra thì ai có nhu cầu thì cứ alo để anh em ở Sifado lại phục vụ. Đấy. Xin chào anh em và hẹn gặp lại ở clip tiếp theo nha. Bye bye. Đấy, tối qua cũng tranh thủ uốn được một cái vòng cửa sổ tròn nhá. Đường kính 1m51. Đấy thì bó lại anh em nhìn thấy nó trùng khít lên nhau như này mới là đạt yêu cầu này. Đấy, nó tròn đều. Và hai cái nó tròn đều thì sau này mình ghép nó mới chuẩn được. Đấy, tại vì nếu mà cái khung không ấy thì không vấn đề gì. Nhưng mà tại vì nó còn liên quan đến cả cánh nữa. Đấy, cánh nó còn ghép vào nhau như này. Ở bên ngoài là khung đây này. Ở bên trong là cánh ấy. Mình bó vào để anh em nhìn thấy cái độ đều của nó. Cũng tới đây cũng nhiều vòm lắm. Anh em chú ý theo dõi kênh và ủng hộ kênh nhé. Cảm ơn anh em.